Chào tất cả các bạn, lại là mình đây, nối tiếp chuỗi video phân tích Skibidi Toilet tập 74. Hôm nay, mình tiếp tục lên một bài video phân tích những giả thuyết có thể xảy ra trong Skibidi Toilet tập 75 và những tập tiếp theo. Chắc chắn đây là những giả thuyết khác nhau mà chúng ta đã có từ tập 74. Như các bạn đã biết, sau tập 74 Skibidi Toilet chúng ta có rất nhiều những câu đố chưa hề có lời giải trước đây về nguồn gốc của con người. Và chắc chắn trong video ngày hôm nay, chúng ta cũng sẽ nói thêm về German và về các Astro Toilet. Chắc chắn chúng có mối liên hệ mật thiết với nhau. Và liệu Titan TV Man có hợp sức liên minh với các Skibidi Toilet? Chắc chắn chúng ta sẽ có những điều thú vị nếu có sự liên minh này giữa hai phe. Nhìn chung, sau tập 74, German có rất nhiều sự lựa chọn khác nhau. Chắc chắn binh đoàn Astro sẽ trở thành binh đoàn thay thế các Skibidi Toilet hiện tại. Ngoài ra, nếu muốn sống thì German buộc phải tìm một trong hai phe để liên minh nếu không muốn bị cô lập hoàn toàn. Chắc chắn những gì chúng ta thấy ở tập 74 là nguồn gốc của con người thật sự. Về cách lây nhiễm của chúng và tại sao chúng có thể lây nhiễm qua bài hát Skibidi. Mục đích của việc giữ cho con người nghe bài hát Skibidi là gì? Tại sao các Skibidi Toilet nửa người không bị nhốt vào trong nhà tù? Điều quan trọng hơn hết là điều gì sẽ xảy ra với nhóm người sống sót còn lại của phòng thí nghiệm? Tại sao khám phá của họ thực sự có thể gây tổn hại cho liên minh? Trước khi đến với video phân tích ngày hôm nay, đừng quên like, đăng ký, bật chuông thông báo để nhân 3 tốc độ ra video nhé. Giờ thì hãy tìm một địa điểm thật lý tưởng, ăn miếng bánh, uống chén trà để cùng thưởng thức video ngay thôi nào. Điều đầu tiên, hãy để chúng ta nhắc về điều mà chúng ta đã thấy ở tập 74. Chúng ta đã thấy những gì ở tập này? Đây là những con người nào và tại sao nó lại quan trọng như vậy? Vì cảnh này cho chúng ta thấy một chi tiết vô cùng độc đáo về cơ bản đã làm đảo lộn sự hiểu biết của chúng ta về các Skibidi Toilet. Nên trong phòng thí nghiệm gần đây, chúng ta đã thấy một nhóm người bị nhiễm bệnh bị biến thành Skibidi Toilet. Nhưng khi chúng ta xem lại cảnh đó, chúng ta đã nhận ra rằng họ hẳn đã chuẩn bị cho một điều gì đó hoàn toàn khác. Bây giờ, hãy giải thích mọi thứ. Chúng ta biết rằng, có rất nhiều những bộ xương người ở trong căn phòng này. Điều này có thể gợi ý rằng đây là cơ sở thí nghiệm đã hoạt động được một thời gian khá là dài. Thực sự thì có thể đã rất lâu về trước và mọi người đã bị nhiễm bệnh và sau đó biến thành Skibidi Toilet dưới ảnh hưởng của bài hát Skibidi. Nhưng dựa trên số lượng lớn bộ xương ở đây, chúng ta có thể cho rằng rất nhiều người đã không thể sống sót nổi qua quá trình lây nhiễm này. Và chỉ những con người có sức đề kháng mạnh nhất mới có thể sống sót. Họ trải qua quá trình biến đổi cơ thể một cách kinh khủng và đau đớn. Mặc dù phải nói rằng, trong căn phòng này, chúng ta chỉ thấy kết quả của giai đoạn lây nhiễm sớm nhất có thể. Nên có thể con người vẫn chưa bị biến đổi hoàn toàn thành Skibidi. Điều quan trọng hơn hết là không có bất kỳ một Skibidi nào có thể nhìn thấy được. Điều này gợi ý rằng, các Skibidi Toilet lây nhiễm qua âm thanh và bị biến đổi hoàn toàn ở một khoảng thời gian sau đó. Rõ ràng là họ vẫn còn sống nhưng đã bị nhiễm bệnh. Tâm trí của họ bị hư hại nặng nề do các Skibidi phát liên tục bài Skibidi Toilet. Vì vậy, khung cảnh này thực sự đã chứng minh rằng, bài hát Skibidi ban đầu chính là nguồn cơn lây truyền Skibidi. Chúng lây nhiễm con người ngay từ đầu và lây nhiễm vào đầu óc con người. Đó là những người bình thường đột nhiên trở thành Skibidi khi nghe bài hát Skibidi liên tục. Và cũng xuất hiện trong khung cảnh này, bài hát đã được phát quá lâu đến mức những người này dường như đã gần hoàn thành quá trình biến đổi của mình. Nhưng tại sao chúng lại được đưa vào đây mà không có bất kỳ một Skibidi nào trông chừng? Nếu điều này là thực sự cần thiết cho quá trình biến đổi. Bây giờ, hãy đặt ra một vài giả thuyết về vấn này. Thực sự thì chúng ta có một chi tiết vô cùng quan trọng ở tập 74 mà chúng ta chưa hề biết trước đây. Chúng ta thấy rằng, hai người đàn ông trong các Skibidi Toilet này rất giống với một nhân vật nào đó đã từng xuất hiện. Anh chàng này đã xuất hiện ở tập 70/2 Skibidi Toilet. Vâng, đó chính là bức ảnh huyền thoại này. Người này mặc một bộ trang phục trông thực sự giống với một tiến sĩ của phòng thí nghiệm này. Và người còn lại là người đã bắt tay với đặc vụ bí ẩn. Thực sự thì những người này đã từng là những con người trước đây của phòng thí nghiệm. Tôi nghĩ không chỉ là những người bình thường mà họ còn là những người đứng đầu ở đây. Không ngẫu nhiên mà những con người này được chụp những bức ảnh với đặc vụ bí ẩn. Và để nói về vấn đề này thì còn rất nhiều những manh mối lớn phía trước. Chúng ta biết ở những tập trước thì con người đã bị biến đổi trở thành một Skibidi Toilet. Tôi nghĩ ở những khoảng thời gian trước đây thì con người vẫn chưa bị biến đổi hoàn toàn thành Skibidi. Thực sự thì những tập đầu tiên, các Skibidi mới xâm chiếm trái đất nên chắc chắn rằng con người chưa biết nguồn gốc Skibidi đến từ bài hát Skibidi. Và họ đã không có sự phòng bị mà không đeo những bộ cách âm. Đây cũng là nguyên nhân khiến các Skibidi Toilet càng lúc càng đông đảo hơn. Đó cũng là lý do khiến con người thành Skibidi mà họ không biết chúng đến từ đâu. Chắc chắn rằng, đó là những giai đoạn đầu của quá trình biến đổi. Con người thực sự chưa nhận ra về bài hát Skibidi và coi nó là điều bình thường mà không có bất kỳ một đề phòng nào.
khi họ trở thành các Skibidi và dường như biến thành các Skibidi cấp cao, con người phải được kết nối với một chiếc bồn cầu nào đó. Đây chính xác là những gì đã xảy ra ở tập 4 khi con người ngồi trên những chiếc bồn cầu. Chúng ta thấy những con người vẫn ngồi trên những chiếc bồn cầu mà ăn uống cho đến khi các Skibidi xuất hiện. Chắc chắn đây là giai đoạn đầu và quá trình đầu của việc biến đổi kết thúc. Chắc chắn các Skibidi Toilet xuất hiện để đưa những người này đến với quá trình biến đổi tiếp theo. Tuy nhiên, tôi cũng nghĩ việc tìm ra những chiếc bồn cầu này là một điều không dễ dàng. Liệu vẫn còn những căn cứ khác của Skibidi Toilet đang sản xuất những thứ này? Và đây là nơi mà G-Man sẽ đến tiếp theo. Chúng ta không thấy bất cứ một con người nào chết trong quá trình biến đổi. Nên thực sự ở những giai đoạn đầu của quá trình biến đổi thì rất có thể nó sẽ vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng chắc chắn sau đó là vô cùng đau khổ. Ở tập 74, chúng ta thấy một bộ xương nằm quanh phòng thí nghiệm. Có thể người này đau đớn nhất trong quá trình biến đổi hoàn toàn trở thành Skibidi. Chính vì vậy mới khiến người này không chịu nổi và chết một cách rất đau. Thật sự thì phòng thí nghiệm ở tập 74 không trông giống một phòng thí nghiệm mà nó thực sự giống một căn phòng tra tấn hơn. Nhưng vật dụng xung quanh không phải là phòng biến đổi con người. Nhưng bộ xương xung quanh cho chúng ta biết về hai điều. Trước hết, căn cứ Skibidi này và căn phòng này đã tồn tại ở một khoảng thời gian rất lâu về trước vì nó không chỉ chứa các cơ thể sống mà còn là những bộ xương không còn bất kỳ miếng thịt nào. Điều thứ hai là những con người này đã bị ảnh hưởng bởi các Skibidi Toilet trong một khoảng thời gian cực kỳ lâu về trước. Họ không có cơ hội để thoát khỏi nơi này. Tôi vẫn nghĩ còn một nguyên nhân khác, liệu quá trình biến đổi ở tập 74 có phải là quá trình để chọn các Skibidi cấp cao của binh đoàn Skibidi Toilet trước đây? Mục đích của nó là tạo ra các Saxon Toilet và các Skibidi Toilet cấp cao như G-Man. Tôi thực sự rất nghi ngờ về các Skibidi có những Skibidi mạnh mẽ sẽ qua một đợt tuyển chọn lớn. Nó thực sự trông giống một quá trình chọn lọc tự nhiên hơn. Trong đó là những người mạnh nhất sống sót sau quá trình biến đổi sẽ trở thành các Skibidi cấp cao. Những kẻ yếu hơn sẽ chết hoặc làm các Skibidi cấp thấp. Điều này có thể giải thích qua những bộ xương. Hoặc những người đã chết có thể đã chết vì bị đói hoặc cơ thể của họ đã đi quá giới hạn chịu đựng của một con người. Chắc chắn họ sẽ không thể chịu nổi quá trình biến đổi khốc liệt này. Nên giả thuyết này hoàn toàn có thể xảy ra. Chắc chắn những giống loài mạnh nhất của căn phòng sẽ thành công sống sót qua giai đoạn đầu mà không có bất kỳ tổn hại nào. Hãy thử đặt ra hai giả thuyết về vấn đề này. Giả thuyết đầu tiên, những con người này đang được tập luyện để trở thành một Skibidi cấp cao. Vì cơ thể của họ chưa có bồn cầu, chắc chắn chúng sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có phần hiếu chiến hơn trong tương lai. Hoặc những con người này liệu có phải là các Skibidi thế hệ mới khi không kết nối cơ thể mình với các bồn cầu? Như các bạn đã biết thì khi kết hợp với bồn cầu nó hạn chế khả năng di chuyển. Hoặc chúng sẽ được kết nối với một vật dụng nào khác ngoài chiếc bồn cầu. Vì nếu sau này họ sẽ trở thành một người đột biến Skibidi thì sẽ rất hợp lý khi chúng sẽ kết nối với các bộ phận của những vật dụng khác. Hoặc cơ thể họ sẽ là bồn cầu và tay chân là của con người. Nên mục tiêu của G-Man chính là tạo ra một đội quân Skibidi hoàn toàn khác phiên bản hiện tại. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một giả thuyết. Còn về việc Skibidi kết nối với bồn cầu vẫn sẽ rất hợp lý theo như cốt truyện hiện tại. Hoặc một giả thuyết khác, liệu nhóm Skibidi Toilet này mục tiêu ban đầu là được biến thành siêu chiến binh, các tiến sĩ khác của phòng thí nghiệm. Vì những người trong này trông khá là thông minh, tôi nghĩ rằng việc hiếu chiến sẽ là một điểm cộng với những tên này khi tấn công Daddy TV Man. Và việc chúng dám tấn công đồng nghĩa với việc chúng rất mạnh sau khi bị biến đổi. Cơ thể anh ta vẫn hoàn toàn của con người nhưng tâm trí thì đã bị điều khiển. Nhiều khả năng, một thời gian nữa thì chúng sẽ bị lấy đi cơ thể người của mình. Chúng sẽ được hiện đại hóa hoặc sẽ có những bộ phận khác trên cơ thể của mình. Nhiều khả năng đó là các bộ phận của liên minh bị nhốt trong phòng thí nghiệm. Và vẫn còn một nhóm người khác còn sống của phòng thí nghiệm. Chúng ta biết một trong số họ đã bị nhiễm bệnh. Tôi khá nghi ngờ về số phận của họ ngay sau đó. Có thể họ sẽ bị chuyển sang căn cứ tiếp theo của phòng thí nghiệm nơi họ sẽ được kiểm tra. Hoặc họ sẽ được nghiên cứu để chế biến thuốc miễn dịch với Skibidi Toilet. Chắc chắn những nhà khoa học hàng đầu của liên minh có thể làm điều này. Sau đó nhân vật này sẽ là đối tượng kiểm tra hàng đầu của liên minh. Thực tế thì điều này là có cơ sở. Các Skibidi đã bị lây nhiễm rất lâu và đây là thời điểm để chúng trở thành con người bình thường. Hoặc những con người này có thể sẽ gặp nhóm người tiếp theo. Và nguồn gốc của liên minh sẽ được tiết lộ. Giả thuyết tiếp theo, những người còn sống sẽ được đưa đến trụ sở của liên minh. Điều này đúng với những gì sẽ xảy ra. Liên minh sẽ cho rằng những người này đã bị nhiễm Skibidi và sau đó kết liễu họ. Tôi khá nghi ngờ về điều này, bởi vì Daddy TV Man đã làm điều tương tự ở tập 74. Nhiều khả năng, anh ta không hề biết về con người và chỉ có Camera Woman biết điều này. Nếu giả thuyết này xảy ra thì nó khá tương tự Doom Studio. Bây giờ, hãy nói một chút về tập 75 và bức ảnh Nick tôi nhận được. Hiện tại chúng ta chưa thấy Titan Cameraman. Điều đó đồng nghĩa với việc anh ta đã bị bắt,
Titan TV Man sẽ đưa Titan Speaker Man về nâng cấp. Và bức ảnh leak này rất có thể là mô hình nâng cấp của Titan Speaker Man ở những mùa tiếp theo được Da Phúc tiết lộ trước. Video tới đây cũng đã hết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên like, đăng ký kênh để Zero có thể ra những video hay hơn nhé.